Sau khi thu hoạch, hồ tiêu cần một chế độ chăm sóc đặc biệt để đảm bảo phục hồi và phát triển tốt nhất. Sau khi thu hoạch, nông dân cần chú ý theo dõi sự phát triển của cành tiêu, Các các cành dây lương để tập trung nuôi cành ngang là cành cho trái sau này. Cắt bỏ cành có sâu, bệnh, cành chết héo đem đốt. các bớt các cành bọc sát mặt đất cho thoáng gốc. Cây tiêu có dáng hình trụ, các cành vương đều ra xung quanh là cây tiêu phát triển tốt. Với vườn tiêu trồng trên cây trụ sống thì cần cắt tỉa bớt cành lá của trụ cây, tạo thông thoáng cho tiêu, tránh gãy đổ trụ tiêu. Hồ tiêu trong giai đoạn sau thu hoạch cần một lượng chất dinh dưỡng vượt trội để phục hồi và phát triển. Do đó, trong thời gian này, bà con cần chú ý theo dõi, và bón thêm các loại phân phù hợp. Có thể kết hợp những lần xới xáo để bón phân thêm. Vườn tiêu chưa cho trái thì bón phân để thúc cho cây sinh trưởng tốt. Vườn tiêu sau thu hoạch thì bón phân để cây tiếp tục cho nhiều hoa, đậu nhiều trái. Tùy theo uh, cái tuổi cây và cái dạng cây. À, nếu sơ thuật mà, mà, nếu mà nhìn cái cây nó còn sung á thì cái đó mình niết vàng. Tại vì nếu mà, uh, sung hay không sung á thì thôi bây giờ mình nói cái tiêu mà nó còn sung sức để mà chuẩn bị ra hoa cái mùa tới á, thì cái khâu cái thao tác đầu tiên là cái vấn đề rửa đồng à, rửa đồng để sao để cho những cái lá già bệnh rộng rụng xuống với thứ hai ở đây có một cái quan trọng cái là cái đồng là nó điều tiết cái iodonacetit là các môn tăng trưởng á, à, là nó ra hoa đúng thời vụ nó có nó quan trọng lắm thì cái giai đoạn vừa cung cấp vi lượng vừa vừa xá những cái lá già bệnh rồi cái tiếp cái bước thứ hai á, là vệ sinh vườn và cái khâu bây giờ, cái khâu quan trọng nhất đây nè, cái khâu mà mùa khô nên làm là các bạn nên mạnh dạng. Lúc này đưa vôi và lăng sới đều cái vườn hết, đừng có sợ đứt rễ. Tại vì thực thực chất những dàn rễ trên nó khô hết rồi, dẫn lông hút khô, khô cho nó không còn tác dụng gì hết. À, cho nên sới để một cái là thông thoáng đất và thứ hai để cho nó sạch bệnh, sạch vườn. Ừ. Rồi lúc này á, cái đây là mình nói là những cái tiêu mẻ và tiêu tơ sạch. À, rồi cái giai đoạn mà giai đoạn mà cái đây giai đoạn quan trọng nhất nè, lúc này là cần hàm lượng lăng và kali. À, cao thì lúc này các bạn có thể phun một hai đợt MKB à, lúc này để cho nó chuyển phân hóa mầm hoa các bạn nên nó là kích thích ra hoa khác phân hóa mầm hoa khác nha thì lúc này để nó vận chuyển những hydrat carbon và về những cơ quan sinh sản để nó dự trữ rồi lúc này nó một phân hóa hình thành hoa trong cái bộ phận sinh sản rồi các bạn cứ chờ đi à, lúc này mình không động gì hết các bạn chờ đến khi một mưa vài cây đầu à, hoặc là các bạn nên nhớ như vậy nè khi mà ra hoa tiên quyết nhất là cái độ ẩm không khí còn các bạn lỡ mà nó ra hoa sớm á, à, thì hoa lúc này nó không bao giờ đạt. Nó sẽ rộng, thứ nhất là rộng, thứ hai là nó sẽ bồ cao. À. Còn trường hợp, có một cái kinh nghiệm, mình sang sẻ cho các bạn như vậy nè. Trường hợp ví dụ có những cây sung lỡ và mưa mưa một, hai cây mưa đầu mùa nó xuống, thì lúc này cái đạm trời á, thì lúc nó xuống thì dễ dễ dễ, dễ đọt lắm. Còn cái đây nếu mà các bạn để ý như vậy, những cây mà sung sức mà chuẩn bị chuẩn bị đội nhú ra thì cái đấy đơn giản lắm các bạn phun tiếp ở mkb vô và lúc này thì nó sẽ chặn đứng nó không có cho phân hóa phá miên trạng và nó sẽ nhú nhòi thì lúc này các bạn phun cái mkb tốt lắm ừ. Ừ. hàm lượng lăng 52 và kali năm ba thì các bạn phun hoặc hai để khống chế không cho nó ra đọt thì lúc này các bạn chờ nếu mà cảm thấy mà độ mưa nhiều đoạn không khí cao lúc này bạn bạn lúc này bạn cho hoa mà mình nên chủ động tại vì uh, các bạn nên lưu ý lúc này thì cần những hóc môn tinh trưởng tại vì cái lúc này cái hàm lượng axit cái chất ức chế nó lúc này nó phát triển này cây thì nó khó lắm thì các bạn lúc này phải can thiệp cái hóc môn tinh trưởng vô và ưu điểm nhất là các bạn dùng gaba và lúc này cần hàm lượng bo với gaba, gaba xuyên suốt mấy lần tưới mấy lần các bạn nên dùng lúc này thì gần như hoa nó ra hoàn chỉnh còn một thứ hai á, ví dụ có những cái vườn mà ví dụ nó suy quá thì cái điều đầu tiên là các bạn phải phục hồi lại đã. Các bạn phải tưới một hai đợt phân và tưới cho nó. Tưới để phục hồi cây và một thời gian rồi đến khi mà nó đã sung sức lại nó ra nhú mấy cái đọt ra mà nó sung sức tương đối rồi đó thì lúc này các bạn làm y như quy trình cũ. Những vườn tiêu kinh doanh trồng bằng giống Vĩnh Linh, Phú Quốc, Lộc Ninh, ngay sau khi đã thu hoạch xong thì tiến hành bón phân chuồng, đậu hoai mục với số lượng từ 20 đến 30 kg một gốc hoặc phân hữu cơ sinh học, vi sinh với số lượng từ 5 đến 10 kg một gốc, cộng với 0,5 đến 1 kg phân lân, 0,1 kg u và 0,05 kg kali hoặc từ 0,15 đến 0,2 kg NPK 16, 16, 8, 13S cộng TE. Đồng thời tưới thêm nước để đất đủ ẩm và tăng phân mà không cần rạch rãnh. Mục đích là để cây nhanh chóng hồi phục sức khỏe, để tích lũy dinh dưỡng và phân hóa mầm hoa để chuẩn bị ra hoa vụ mới thường thường nông dân cho mình đừng nói những những người mà nó có am hiểu kiến thức và kinh nghiệm tại vì thường thường mọi nguyên nhân là do bộ rễ lúc này bộ rễ gần như là có thể nó tổn thương là một thứ hai là gần như cái lông hút gần như là không còn nữa thì cái vấn đề mà đưa lăng vôi xới xáo là một hình thức chỉ cần khoảng tác động khoảng 15 20 ngày là gần như là bắt đầu nó khử độc và kéo độ pH lên và đầy đủ oxy. Tại vì cái oxy thường thực ở đây người ta không quan tâm oxy hydrocarbon là nó đã đa lượng mà trời đất đã có cho người ta không tính nhưng mà cực kỳ quan trọng. Thì lúc này làm sao mà để mà thông thoáng đất, đưa vôi lăng thì lúc này gần như là gặp trong cái điều kiện mua một hai cây thì rễ long hút nó sẽ phát triển ra. rồi. Tại vì canxi nó quan trọng lắm. Thì mình khuyên các bạn nên đi vào sinh học hữu cơ và vẫn dùng hóa học cân đối giữa cái nền hữu cơ đó mà Chứ còn mình làm dụng mà càng, mình khuyên các bạn càng dùng thuốc hóa học bao nhiêu thì càng nguy hiểm bao nhiêu tại vì chỉ diệt những con những diệt những ra chứ không diệt được bào tử thì các bạn nghĩ là cái thuốc không phải là nó nó thấm thẩm thấu lâu trong khoảng 10 ngày nửa tháng nhưng mà chỉ cần khoảng 3 4 ngày sau gần như cái thuốc nó phai đi thì bắt đầu là tốc độ bệnh nó sẽ gấp không kiếp có mấy lần cho nên khuyên không chế trang bị kiến thức hãy trang bị kiến thức tại vì làm sao mà bón một cây nó cân đối dinh dưỡng đầy đủ ừ đa lượng, trung lượng, vi lượng cân đối và và nên nhớ như vậy này. Mỗi cây nó có một khi mà cây khỏe thì trong cái tự nhiên ban cho nó là một cái kháng sinh tự nhiên là phi tôn xít. Những cây khỏe mạnh thì tự nó sẽ tiết ra nhân chất để nó bảo vệ nó. Còn ví dụ trường hợp mình làm dụng đạm cao quá, à, hoặc là những cái chất nào dư thừa hoặc là thiếu một góc vi lượng thì gần như là không trao đổi chất. Các bạn nên nhớ này, vi lượng, sắt, kẽm, đồng, bo cực kỳ cực kỳ quan trọng thì các bạn nên tìm hiểu về chức năng đó cho cái đây nói trong dài lắm rồi tròn hợp 95% chất hữu cơ nuôi cây đều nhờ phải quan hợp cho nên mình cái vấn đề từ bón phân từ coi cái màu lá cho nên cái đó là không ai vậy các bạn làm cố gắng tìm hiểu thì các bạn sẽ thành công những vùng đất chua cần bón thêm vôi mỗi gốc 100 đến 200 gram vôi bột phân hữu cơ có thể bón một lần phân NPK thì chia làm 3 đến 4 lần bón mỗi lần bón cách nhau một tháng thì bên cạnh phân hữu cơ đó thì chúng ta cũng phải lưu ý tới cái việc áp dụng một cái nồng độ phân khoáng cân đối và hợp lý cho cái vườn tiêu. Vì chỉ dựa vào phân hữu cơ không đủ, nhiều nông dân hiện nay cứ nghĩ sợ phân hóa học quá, vì sợ bệnh tật quá, cho nên họ chỉ bỏ phân hữu cơ không và kết quả là sau khi thu hoạch vườn tiêu bị suy kiệt và lúc này suy kiệt là do thiếu phân bón và khi cái suy kiệt thì nấm bệnh dễ dễ tấn công như vậy thì tôi xin nói lại thêm một chút về cái liều lượng phân khoản à, như vậy một năm thì một cái trụ tiêu vào khoảng 4 tới năm kỷ tiêu đen thì phải bón được vào khoảng một kỷ hai tới một ký rưỡi phân khoản các loại phân khoản các loại vào từng giai đoạn khác nhau giai đoạn ra hoa chúng ta bón công thức khác giai đoạn nuôi quả và giai đoạn quả sắp chín chúng ta bón công thức khác và tới giai đoạn mùa khô chúng ta bón những cái công thức phù hợp với mùa khô thì đó là là về cái liều lượng phân khoản cho cái vườn hồ tiêu Do thời tiết hiện nay rất thất thường, nên bà con nông dân phải thường xuyên kiểm tra kỹ vườn tiêu và theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để chăm sóc vườn tiêu kịp thời và phù hợp. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nên những năm gần đây, mưa bão bất thường đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng và phát triển của cây tiêu, nhất là do gặp úng nước nên tiêu bị nhiễm bệnh. Bà con chú ý cần đào mương, rảnh thoát nước, sau cho sau mỗi trận mưa không để nước động lại trên vườn tiêu. Khi đất trong vườn còn ướt, nhão bùn, không nên đi lại nhiều. Chỉ tiến hành chăm sóc khi tành tráo và đất đủ ẩm, dễ làm tơi xốp khi xới xáo. Cần lưu ý ở những vườn tiêu trồng trên đất dốc, cần phải làm hệ thống thoát nước. Hơn nữa, ở những vùng này có hệ thống thoát nước tốt cũng là biện pháp bảo vệ đất, chống xói mòn, chống rửa trôi đất màu trong đất ở vùng đất bằng phẳng gần nguồn nước sông, suối, hồ lớn, hệ thống mương, rãnh thoát nước cần lưu ý hạ thấp mực nước ngầm xuống để lớp đất màu đủ thoáng khí. Trong giai đoạn sau thu hoạch, sức đề kháng của hồ tiêu rất yếu, bà con nên thường xuyên theo dõi để phát hiện và chữa trị kịp thời các loại sâu bệnh. Để quản lý sâu bệnh hại tốt trong mùa mưa thì nó sẽ tránh bị bì tàn phá sau khi chúng ta thu hoạch. Thì như vậy bà con cũng phải và với cái việc quản lý sâu bệnh hại những cái loài sâu bệnh rất nguy hiểm trên vườn tiêu thì chúng ta không thể một sợ một chiều cứ đông mùa mưa áp dụng cuối mùa mưa có kết luận quả liền. Thậm chí chúng ta phải áp dụng ngay từ khi chúng ta trồng mỗi cây tiêu. ưu tiên cho cho những cái chế phẩm sinh học. Và cái thứ hai là khi phát hiện được bệnh phát hiện có bệnh tật xuất hiện thì chúng ta phải khoanh vùng để xử lý cục bộ những cái vùng đó thì là một cái cách tốt nhất à, chứ cái việc mà xử lý tràn lan trên vườn tiêu cũng là một cái cái nhược điểm mà hiện nay bà con nông dân mình hay vướng phải vì khi chúng ta xử lý tràn lan như vậy thì những cái vấn đề về cân bằng sinh học trên đồng ruộng nó bị mất đi và khi dịch bệnh nó bùng nổ lên thì chúng ta không có cách gì quản lý cả thông thường bà con cần áp dụng các biện pháp phòng trừ sau kiểm tra lại các biện pháp chăm sóc và chống úng nếu có vấn đề gì chưa đúng cần điều chỉnh ngay cắt bỏ các bộ phận cây bị bệnh, đưa ra xa vườn để tiêu hủy. Đối với cây bị nặng, cần đào bỏ gốc để trồng lại. Dùng các loại thuốc đặc hiệu để phòng ngừa. Tiếp tục chăm sóc cho cây, mau phục hồi. Bà con nên chú ý các loại bệnh trên cây tiêu, hầu hết không thể hoặc rất khó chữa. Nên biện pháp hiệu quả nhất vẫn là phòng bệnh, bằng cách chăm sóc, cung cấp dinh dưỡng phù hợp cho hồ tiêu.